Dạ xin chào toàn thể các anh chị đang theo dõi kênh Nhà đất Đồng Nai của em Sinh Lê. Ngày hôm nay thì em Sinh Lê đang có mặt trong cái view hồ Trị An để đi review cho anh chị mình xem một cái lô đất vườn nằm ngay cái view hồ Trị An này nha anh chị. Cái vị trí này thì rất là đẹp, rất là phù hợp cho những anh chị nào mà có nhu cầu muốn về đây để nghỉ dưỡng ha. Anh chị quan sát này, cái sóng nước rì rào nó giống như là sóng Vũng Tàu vậy đấy anh chị. Nhìn rất là đẹp, có bọt luôn anh chị ha. Nhìn rất là mê. Và đặc biệt thì ở đây toàn bộ ở dưới đất, cái chân đất của mình là bằng đá hết nha anh chị. Đó, toàn bộ là người ta kè đá hết để giữ cái sóng nó đánh vào cho đất nó khỏi tụt xuống đó anh chị. Và xung quanh cái bờ ở dưới này thì người ta trồng dừa để người ta bảo vệ đất anh chị ha. Lô đất vườn này thì có tổng diện tích là 4.860m2 anh chị ha. Tọa lạc tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Phía trước màn hình anh chị đang theo dõi thì kia là khu du lịch đảo Ó anh chị ha. Nằm cũng rất là gần cái đất của mình luôn. Và cái đất của mình thì đã quy hoạch phủ hồng là được gần một nửa anh chị ha. Trên đất thì có sẵn một cái căn nhà chòi ở phía trước. Xíu này em sẽ dẫn anh chị mình lại xem. Vị trí này thì có điện lưới quốc gia là tới nơi nha anh chị. Đây, điện lưới quốc gia ha. Và giếng thì ở đây á, mùa khô người ta sẽ làm cái giếng khoan như thế này anh chị ha. Đây là mùa khô. Còn cái mùa này á, là đang là mùa nước lên nhiều, cho nên người ta sẽ bắt lấy nước từ ở dưới hồ lên để người ta tưới vườn đây anh chị ha. Đó. Trên cái đất vườn của mình thì chủ yếu là trồng chuối. Ngoài ra thì có xen kẽ một số cây ăn trái, như là mấy cây này là mấy cây mấy cây này giống như là mấy cây bơ, và một số cây ăn trái khác như là dừa, chôm chôm, và có một số cây sầu riêng ở phía trên anh chị. Cái chất đất ở gần hồ Trị An á, thì em thấy là toàn bộ là đất đá, cho nên chủ yếu á, là người ta trồng chuối như thế này anh chị ha. Đó, ở kia có một cây sầu riêng kìa anh chị, cây sầu riêng phía trước ha. Cái đất của mình thì tương đối rất là vuông vức, ngang bám mặt hồ này là được 61,5m. Dài sâu lên ôm cái mặt tiền đường của nhà nước á, thì cái cạnh bên tay phải em Sinh đây chạy lên á, là được 60m ha. Và cái cạnh bên tay trái em Sinh chạy lên á, là được 120m. Thì cái kích thước của nó là lên được 60m á, là nó sẽ rẽ sang bên tay trái này là 41m, sau đó chạy lên 36m nữa và rẽ ngang là 14m anh chị ha. Thì đến cái phần quy hoạch á, em Sinh sẽ mở cái file quy hoạch cho anh chị mình theo dõi được sát hơn ha. Rồi, bây giờ thì em Sinh mời anh chị mình đi thăm vườn ha. Cái vị trí đất của mình thì đi ra ngoài đường lớn, đường nhựa Phan Huy Ích á, thì chỉ có ra vào tầm khoảng 2km thôi. Và đường trước mặt của mình thì toàn bộ là đường hiện hữu và đường 5m hết anh chị ha. Đó. Trong cái khu đất của mình có một cái trò nhỏ thế này ha. Cái trò này mà ngồi ăn nhậu thì tuyệt vời luôn, không còn gì bằng nữa anh chị. Nhìn rất là đẹp, rất là mê. Em Sinh đi vào đây thì em Sinh chỉ thích cái view này thôi. Nhìn rất là đẹp ha. Biển trời trong xanh luôn. Đó. Rồi bây giờ thì em Sinh sẽ dẫn anh chị mình ra mình tham quan ở phía trước một xíu ha. Trên đất của mình thì chủ người ta đã có xây dựng cái hệ thống bếp tưới tự động rồi nha anh chị. Hiện tại thì chủ người ta đang phun nước ha. Đi thì cũng hơi sợ bị ướt người một xíu. Cái thế đất ở phía dưới này thì nó hơi thoai thoải nha anh chị. Nó giống như là thoải từ trên bờ cao mà xuống dưới biển anh chị. Nếu mà mình làm cái nhà có một cái view nhìn ra biển thì rất là tuyệt vời luôn. Đó. Trên đất của mình thì toàn bộ là chuối là đang cho thu hoạch hết. Và có một số cây sầu riêng, cây sung, cây chôm chôm đây anh chị ha. Chủ người ta đang trồng xen kẽ đấy anh chị. Cái chuối này thì cái quầy nó rất là nặng, cho nên là khi mà em Sinh đi quan sát thì em Sinh thấy là có một số cái buồng chuối nó bị đổ luôn đấy anh chị. Đây, như cái buồng này ha. Đây, mấy cái buồng này là chuối nó nặng quá nó đổ luôn đấy anh chị. Cái chuối này thì chủ yếu là người ta trồng, người ta đi xuất khẩu thôi. Cái vị trí đất của mình mà anh chị mình di chuyển ra ngay chỗ quốc lộ 20, ngay chỗ nhà thờ Giấc Mơ á, thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng là
5 km thôi. Đặc biệt thì cái vị trí đất của mình nó cũng nằm rất là gần cái khu du lịch thác Suối Reo đấy anh chị. Và cách cái chỗ nước mẹ núi Cúi nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 8 km thôi. Đó, anh chị nào mà ở bên đảo thì cái chỗ này em thấy rất là nhiều nhà thờ nhá. Đây, đi ra ngoài đây là hết tưới rồi, mình an toàn rồi, không bị ướt nữa. Đây ha, anh chị nhìn những cái buồng chuối này, nhìn rất là đã luôn. Vị trí đất ở đây thì tiện ích sống xung quanh đầy đủ, trong cái khoảng là 4 km nha anh chị. Có chợ, trường, nhà thờ, đầy đủ anh chị ha. Trên đất của mình thì em thấy có hai cái cây đu đủ. Một cây là đu đủ cái, quả rất là sum xuê và rất là to. Còn một cây là đu đủ đực, cũng rất là nhiều hoa anh chị ha. Đất ở đây thì trên này thì nó bằng phẳng nha anh chị. Và chủ yếu là đất đá ha. Đây, phía trước mình là cái đường nhà nước tới đây rồi ha. Đây, đất của mình thì nó ôm cái mặt tiền đường nhà nước là được 90m nha anh chị. Vị trí này thì điện lưới quốc gia internet vào tận nơi ha. Đây, đèn đường chiếu sáng cũng vào tận nơi luôn. Thì nó bắt đầu từ cái cột điện này chạy ngang ôm cái mặt tiền đường phía trước này là được 41m nha anh chị. Và từ cái cây cột điện này nó chạy dọc lên trên là được 36m ha. Thì nó cũng ôm cái đường nhà nước như thế này. Ngay cái khúc ở trong đây là đường 4m nha anh chị. Nhưng mà ra khúc ngoài đường Đam Mi ở phía trước là đường 5m ha. Đường này thì xe hơi, xe tải vào thoải mái anh chị nhé. Đây, em sẽ dẫn anh chị mình đi ra để mình xem cho kỹ luôn ha. Cái đường trước mặt của mình là đường thông nha anh chị. Hướng này mình cũng ra được đường Ích Huy, Đức Huy. Và hướng này mình cũng ra đường Đức Huy được nha anh chị nhé. Toàn bộ là đường thông hết. Đó, nó cách đường bê tông thì chỉ có 200m thôi. Cái đường bê tông ở phía trước ha. Và cái đường này thì anh chị mình di chuyển ra quốc lộ 20 ha. À, anh chị nhìn ở trên cao ở phía xa xa kia thì đó là cái tượng đài Đức Mẹ Núi Cúi anh chị nhé. Nằm cũng rất là gần đất của mình luôn. Đường trước mặt là đường 5m và đường thông hết ha. Vị trí này thì nó quy hoạch Phủ Hồng á là được 1.800m. Và còn lại hơn 400m là đất cây lâu năm. Là cái phần mà giáp với lại cái hồ là người ta đang quy hoạch đất cây lâu năm anh chị nhé. Còn cái phần phía trên này thì người ta quy hoạch Phủ Hồng. Mà đất của mình thì đủ hai điều kiện, đó là tiếp giáp với đường giao thông nông thôn và đất quy hoạch Phủ Hồng. Thì mình có thể chuyển đổi mục đích lên thổ cư được ha. Đặc biệt nữa thì trên đất của mình nó sẽ phóng một cái con đường rất là lớn đi ngang qua luôn. Và nó sẽ lấy vào là 266 nha anh chị. Nó lấy vào 266 để làm con đường luôn. Thì sau này cái đất của mình sẽ rất là lớn ha. Và khi nhà nước lấy thì nhà nước sẽ đền bù cho mình cái phần diện tích còn lại sau khi nhà nước lấy là còn được hơn 2 sào nha anh chị. Đó. À, đặc biệt thì cái vị trí đất của mình nó nằm giáp với hồ Trị An luôn. À, cho nên là xung quanh đây người ta quy hoạch rất là nhiều cái khu thương mại dịch vụ ha. Cách đất của mình chỉ tầm khoảng 500-700m thôi. Rất là gần. Vị trí đất ở đây thì anh chị mình di chuyển lên thành phố Biên Hòa. Nó chỉ rơi vào tầm khoảng 40 cây thôi. Và di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh thì nó rơi vào tầm khoảng 60 cây. À, cái thời gian anh chị mình di chuyển thì tầm khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi thôi. Anh chị nào mà thích có đất vườn, thích có view hồ thì mình về tham quan cái vị trí này ha. Em thấy nó cũng rất là đẹp. À, vị trí này thì chủ người ta đang mong muốn bán với mức giá là 1,5 tỷ một sào và bán hết là 7,2 tỷ nha anh chị. Giá này thì có gặp chủ thương lượng nha. Anh chị nào mà quan tâm thì alo cho em xin theo cái số điện thoại là 0985 747 863. Anh chị nào mà quan tâm thì cùng em xin theo dõi một số hình ảnh video live cam ở trên cao ạ. Em nhìn ở trên cao, em nhìn thấy cái view này là em rất là thích nha. Còn không biết có anh chị nào mà nhìn cái view này mà mình ưng bụng không? Anh chị nào mà mình ưng á thì mình có alo cho em xin sẽ dẫn anh chị mình xuống đi xem đất trực tiếp luôn ha. Với một cái vị trí đắc địa như thế này
bám mặt tiền view hồ của nó lên tới 61 mét luôn. Và bám mặt tiền đường nhà nước là lên tới 90 mét luôn nha anh chị. Kích thước tương đối rất là đẹp ha. Vị trí đất thì hiện tại người ta mới xây một cái nhà chòi thôi, để người ta xuống người ta ăn nhậu thôi ha. Vị trí này mà anh chị nào có nhu cầu về đây mà xây nhà nghỉ dưỡng thì tuyệt vời luôn. Xung quanh đất của mình thì hàng xóm chủ yếu là người ta tới đây làm vườn, làm dãy. Cũng có một số anh chị là người ta tới đây để người ta xây cái view hồ nghỉ dưỡng rồi nha anh chị. Người ta xây nhà nghỉ dưỡng cũng rất là đẹp. Thì bây giờ em Sinh sẽ quay một vòng xung quanh cái vị trí đất cho anh chị mình theo dõi ha. À, đây là một cái khu nghỉ dưỡng của nhà hàng xóm nha anh chị. Và phía bên kia hồ là cái núi Cúi anh chị ha. Xung quanh cái vị trí đất của mình thì hàng xóm người ta cũng tới đây người ta ở lác đác thôi chứ chưa được đông. Nhưng mà cách chỉ tầm khoảng 2 cho tới 3 km thôi thì tiện ích sống đầy đủ ha. Anh chị nào mà mình xem cái vị trí video em Sinh quay mà mình thấy ưng á thì mình cứ alo cho em Sinh sẽ dẫn anh chị mình đi xem thực tế ha. Bây giờ thì em Sinh mời anh chị cùng em theo dõi cái vị trí trên file quy hoạch và cái vị trí trên map nhé. Dạ đây là cái vị trí lô đất vườn mà em Sinh đang review cho anh chị mình xem nhé. Thì đất của mình á, nó đã quy hoạch phủ hồng khu dân cư rồi. À, đặc biệt á, thì sau này người ta sẽ phóng một cái con đường qua rất là lớn. Thì nó phóng thẳng qua đất của mình luôn nha anh chị. Người ta sẽ lấy vào là 2.600 m². Cái con đường này thì nó sẽ mở rộng vào tầm khoảng 15 cho tới 20 mét anh chị nhé. Rất là rộng luôn. Phần còn lại 448 mét là cái phần này nha anh chị. Cái phần này là phần giáp với lại view hồ đó anh chị. Cái phần này người ta gọi là phần hành lang của view hồ đó anh chị. Thì mình chỉ sử dụng cái phần này để mình làm cái view nghỉ dưỡng thôi. Mình trồng cây ấy anh chị. Còn cái phần này thì anh chị có thể chuyển đổi mục đích lên thổ cư mình xây dựng thoải mái ha. Xung quanh cái vị trí đất của mình thì người ta xây dựng rất là nhiều cái trung tâm thương mại nha anh chị. Cái chỗ này á, là người ta phát triển du lịch đấy anh chị. Đó. Đây là một cái vị trí theo như em Sinh đánh giá thì nó rất là tiềm năng. Rất là thích hợp cho anh chị nào mà mình có nhu cầu mình về đây mình nghỉ dưỡng. Mình làm cái view câu cá giải trí đấy anh chị. Anh chị nào mà quan tâm thì cùng em Sinh theo dõi cái vị trí trên Google Maps nhé. Dạ đây là cái vị trí cái lô đất vườn. Em Sinh đang đi review cho anh chị mình xem ha. Đất của mình á, thì nằm ngay cái view hồ Trị An luôn. Rất là đẹp luôn anh chị ha. Rất là thích hợp để nghỉ dưỡng. À, đất của mình thì nằm gần cái vịnh cây ổi đây nha anh chị. Từ vị trí đất của mình mà đi ra ngoài đường bê tông thì nó nằm ngay khúc này. Thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 200-300 mét thôi. Là mình đi đường đất vào tới nơi anh chị nhé. Còn lại là toàn bộ là đường lớn, đường bê tông ha. Và từ cái vị trí đất của mình đi ra ngoài đường nhựa lớn X-Huy này này thì nó cũng rất là gần. Em đo trên map cho anh chị mình quan sát nhé. Đây, chỉ có 2,4 km thôi là anh chị mình ra ngoài đường nhựa lớn Đức Huy này anh chị nhé. Và đất của mình nó cũng nằm rất là gần những cái khu du lịch nổi tiếng như là thác Suối Reo và đền Đức Mẹ Núi Cúi đây nha anh chị. À, bây giờ thì em Sinh sẽ đo cái vị trí trên map cho anh chị mình xem ha. Từ vị trí đất của mình mà ra ngay chỗ trung tâm thì nó chỉ rơi vào là 4,2 km thôi. Là ngoài đây có nhà thờ giáo xứ, cây xăng, sân cầu lông, cà phê sân vườn. Nói chung là tiện ích sống xung quanh cũng tương đối rất là đầy đủ anh chị ha. Đó. À, từ vị trí đất của mình mà anh chị mình di chuyển ra ngoài đường quốc lộ 20 á, ngay cái chỗ ủy ban xã Gia Tân. Đây, em sẽ đo ra ngay trung tâm của xã là hết chỉ có 5,7 km thôi nha anh chị. Ngay trung tâm của xã thì ở đây có đầy đủ tiện ích sống như là nhà thờ Giấc Mơ nha anh chị, ủy ban xã Gia Tân và nhà thờ Đức Long. Rồi gần đây á, thì chợ trường đầy đủ nha anh chị. Nói chung là tiện ích sống xung quanh cũng tương đối rất là thuận tiện luôn. À, cái vị trí đất của mình thì đi tới khu du lịch thác Suối Reo. Em sẽ đo cho anh chị mình là tới cái khu du lịch thác Suối Reo ở đây cho anh chị quan sát ha. Đây. Ủa xa tìm không thấy. Đây, thác Suối Reo đây. Đây, em đo tới đầu đường thác Suối Reo là 2,8 km. Thì mình vô tới nơi á, thì nó cũng chỉ rơi vào tầm khoảng là 3 km cho tới 3 km rưỡi thôi nha anh chị. Nói chung nó cũng rất là gần ha. Ở đây thì anh chị nào mà bên tôn giáo á, thì mình có thể tới cái khu du lịch
đền thánh Đức Mẹ Núi Cúi ở đây ha. Và ngay cái chỗ đường lên của nó thì em đo trên map là đúng 8 km nha anh chị. Thời gian anh chị mình di chuyển thì tầm khoảng 15-20 phút thôi là mình tới rồi, nó cũng rất là thuận tiện ha. Từ vị trí đất của mình, bây giờ thì em sẽ đo lên những cái thành phố lớn cho anh chị mình quan sát ha. Em chọn là công viên 30 tháng 4 của thành phố Biên Hòa đi. Thì cái khoảng cách của nó là 40 km nha anh chị. Thời gian anh chị mình di chuyển thì tầm khoảng 1 tiếng, hơn 1 tiếng đồng hồ thôi ha. Rồi bây giờ thì em sẽ đo cái khoảng cách lên công viên Suối Tiên nha anh chị. Đây. Anh chị mình di chuyển lên công viên Suối Tiên, thành phố Thủ Đức là 58 km nha anh chị. Thời gian anh chị mình di chuyển thì tầm khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ ha. Cũng rất là thích hợp cho anh chị nào có nhu cầu về đây để nghỉ dưỡng. Anh chị nào mà quan tâm thì cứ alo cho em Sinh ạ. Dạ, sau khi mà theo dõi cái video em Sinh đi review, thì anh chị nào mà quan tâm tới cái lô đất vườn này, mình muốn có xây dựng một cái khu nhà vườn, một cái khu nghỉ dưỡng để cuối tuần mình đưa gia đình mình về đây, mình câu cá giải trí hoặc là mình trồng trái cây, mình thu hoạch cây ăn trái gì đó, thì mình cứ alo cho em Sinh để em Sinh dẫn anh chị mình đi xem đất và xem vườn thực tế ha. Anh chị nào mà quan tâm thì bốc máy gọi cho em Sinh theo cái số điện thoại là 0985 747 863. Em xin cảm ơn và xin chào các anh chị ạ.